tại huyện Di Linh đã diễn ra lễ công bố giải chạy địa hình chinh phục núi Brazil Summit năm 2025. Giải chạy địa hình Brazil Trail Submit 2025 là giải đấu được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Unic phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh tổ chức. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2025, dự kiến thu hút hơn 1.000 vận động viên trong nước và quốc tế đến tham dự. Cổng đăng ký sẽ chính thức mở vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Present Trail Submit 2025 sẽ gồm 4 cự ly 10 km, 27 km, 35 km, 60 km với các thiết kế cung đường đặc biệt và khác nhau. Các cự ly sẽ bắt đầu xuất phát lần lượt kể từ 2 giờ sáng ngày 9 tháng 3 tại đập thủy lợi Hồ Ca Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra song song với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ hội, hội chợ, mạng động văn hóa địa phương. Thông qua mùa giải lần này, các vận động viên sẽ được chinh phục núi Brazan, ngọn núi cao thứ hai của tỉnh Lâm Đồng, cao 1.879m sau đỉnh Lan Biang, với những cung đường chạy là nơi có các rừng nguyên sinh đồ sộ với đa dạng các tầng thảm thực vật, những dòng suối mát trong vắt mang đến nét đặc trưng riêng của nơi đây. Brazan Trail Submit còn có một giải đấu thách thức sự bền bỉ và ý chí kiên cường của người tham gia với vùng đất thần linh.